Minh được Phương Vi hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 12 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Canh Ngọ, tháng Bính Thìn năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Và ngũ hành Niên Mệnh Lộ Bàn Thổ ngày Canh Ngọ tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm Lộ Bàn Thổ kỵ tuổi Giáp Tý, Bính Tý, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành họa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Dân Nhật thời đức tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Thổ Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi. Và đặc biệt ngày 12 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 12 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi do chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành Tý Ngọ tương xung. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến việc hành động cũng thiếu kiểm soát. Hãy hít thở sâu để giữ bình tĩnh được tốt hơn. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới, tuy nhiên, đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ. Chính tài chiếu mệnh cho thấy bạn không gặp phải khó khăn trong vấn đề tài chính. Dù có mức lương cao hay thấp, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm thì bạn ắt có của ăn của để, đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như ứng phó với biến cố bất chợt. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách với người khác phái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chi tiêu tiết kiệm để thực hiện kế hoạch tương lai. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 14, số 67, số 95. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen.
đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu có tính khí thất thường. Bạn không giữ được hình ảnh chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành một người sẵn sàng gây gổ và thay đổi nhanh chóng đến mức khiến mọi người khó hiểu. Cũng vì cái tính này nên bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua. Một vài dự án khó có thể hoàn thành đúng thời hạn nếu bạn không nhanh chóng lấy lại sự chuyên tâm cần thiết. Hỏa sinh thổ, may là nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Hơn nữa, nửa kia có thể giúp bạn đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn đấy. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tính khí thất thường khiến người ngoài khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, làm việc quá sức, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tâm sự với nửa kia để tìm cách giải quyết vấn đề. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 14, số 67, số 5. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh. Ngày nay những kế hoạch, dự định của bạn đều báo tin vui về, đem tới cho con giáp này sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày. Nhân đà này, những chú hổ nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bạn luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy, luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bạn, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người. Mộc sinh hỏa báo hiệu tình yêu đôi lứa vô cùng hạnh phúc, bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp. Người ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên rất lớn cho cả hai. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nỗ lực bền bỉ nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, những kế hoạch, dự định đều báo tin vui về. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính bước tiến xa hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình yêu đôi lứa vô cùng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 65, số 12. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực do tương phá cản trở. Bạn là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mít lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm mà bỏ qua năng lực thực sự của bạn. Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của bản mệnh trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bạn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.
ngũ hành sinh xuất cũng phần nào tác động lên chuyện tình cảm vốn đã đầy rẫy rối ren của con giáp này. Mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng căng thẳng khi mâu thuẫn mới cũ chồng chất nhưng chẳng được giải quyết một cách ổn thỏa. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có điểm báo xảy ra tranh chấp về quyền lực. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, thái độ không đúng mực dễ làm mít lòng người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, năng lực thực sự dễ bị bỏ qua do định kiến. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, dễ có cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, mối quan hệ lứa đôi ngày càng căng thẳng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 4, số 19, số 52. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày mới, gặp tỷ kiên chiếu mệnh cho thấy người tuổi Thìn dễ rơi vào hoàn cảnh bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái trong ngày hôm nay do những vấn đề liên quan đến lợi ích. Bạn nên xác định được lập trường của mình, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng. Khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần giải quyết mọi việc bằng lý trí chứ không nên nghe theo cảm tính của mình. Đôi khi những điều bạn nhìn thấy hay cảm nhận được chưa chắc đã là đúng đắn. Hãy quan sát vấn đề đa chiều hơn. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đôi bên bất đồng thì bạn cũng không vội phản bác mà trước hết là tôn trọng và lắng nghe. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ rơi vào cảnh bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hãy xác định rõ lập trường của mình, đừng để bị lôi kéo. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí chứ không phải bằng tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tôn trọng và quan tâm đến người thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 45, số 70, số 11. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ 6 này, bị hung thần thiên quan ảnh hưởng, người tuổi Tỵ khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bạn bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết trong hôm nay. Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bạn tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội. Ngày hỏa khí vượng, tâm trạng của con giáp này trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bạn bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng bạn cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, khó phát huy năng lực theo cách mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, giở trò cản trở. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết trong hôm nay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, dự định đầu tư nên tính toán lại cẩn thận. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tâm trạng nóng nảy có thể gây rạn nứt tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số
số 16, số 94, số 27. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới gặp cục diện, Ngọ Ngọ tự hình, người tuổi Ngọ gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu tương lai của mình. Bạn bỗng rơi vào hoang mang khi không chắc lựa chọn ban đầu có đúng hay không. Những trục trặc gần đây khiến con giáp này tràn ngập hoài nghi về năng lực của bản thân. Tuổi Ngọ cũng không có cơ hội để cải thiện tài chính trong hôm nay. Ngay cả khi cơ hội kiếm tiền đã nằm trong tầm tay rồi, nếu bất cẩn, vẫn có thể bị tranh đoạt mất. Bản mệnh cần giữ mình tỉnh táo để có thể nhìn nhận đánh giá con người một cách chính xác, tránh bị lợi dụng tiền bạc. Cũng trong ngày này, bản mệnh có thể thấy chút muộn phiền buồn trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân là do bản mệnh chưa xác định rõ tình cảm của mình, dễ bị người ngoài tác động nên người ấy cảm thấy thất vọng vì không được tin tưởng. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu tương lai. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tràn ngập hoài nghi về năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, không có cơ hội để cải thiện tài chính trong hôm nay. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cần giữ mình tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, phiền muộn vì chưa xác định rõ tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 9, số 63. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Được lục hợp che chở, vận khí ngày này của tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng nhờ may mắn gặp được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã nắm bắt được những gì có lợi cho mình, đạt được thành tựu đáng kể. Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến. Hôm nay dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên phung phí kẻo khi túng thiếu lại trắng tay. Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp. Nhờ hỏa dưỡng thổ, đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng. Giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vận khí vượng phát, sự nghiệp có bước tiến quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tận dụng cơ hội để nắm được những gì có lợi. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vận trình tài lộc đang trên đà tăng tiến. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đôi lứa có sự ăn ý ngầm chẳng cần nói ra. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 29, số 72, số 2. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày mới, được thực thần phù trợ, người tuổi Thân dễ phát tài trong ngày hôm nay, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian qua. Bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Người tuổi Thân với bản tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến.
bạn dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Hôm nay là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, hỏa khắc kim lại cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Hai bên có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những xích mích không đáng có. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, dễ phát tài nhờ các công việc kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, thu nhận thành quả vì những gì đã cống hiến. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên mở rộng quan hệ, không nên khép mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần bình tĩnh trò chuyện. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 9, số 36, số 55. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Cục diện ngũ hành ngọ Dậu tương hình gây khó khăn cho người tuổi Dậu ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa bản mệnh và lãnh đạo trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng. Bạn là con giáp chí khí, đừng để những hành động thiếu kiềm chế gây ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai. Những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trong ngày hôm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà bình tĩnh đợi một cơ hội khác. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, quá vội vã chỉ khiến bạn dễ chuốc lấy tổn thương mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, nhận được phần thưởng ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, làm ăn, kinh doanh vẫn có lộc thu về. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 40, số 27. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Với sự xuất hiện của tam hợp cục, người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Nhờ vậy, bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi cần. May mắn còn đến với con giáp này trong chuyện tiền bạc, bản mệnh được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy áp túi. Song người tuổi Tuất vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá chán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Ngũ hành tương sinh nên càng thúc đẩy chuyện tình cảm thêm khởi sắc, các cặp đôi sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau. Dù đôi lúc vẫn còn chút tranh cãi, giận hờn, nhưng sau cùng tình yêu vẫn vượt qua được tất cả. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đón nhận tin tốt lành trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm thêm khởi sắc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe,
đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 35, số 16, số 80. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Thực thần xuất hiện trong vận trình hôm nay của tuổi Hợi, báo hiệu vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc đáng mừng. Con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc nữa. Vận trình sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền để phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này chưa được suôn sẻ do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng. Đôi khi đừng quá so đo trong tình yêu, cứ nghe con tim mách bảo và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình nhé Hợi. Càng suy nghĩ đôi khi sẽ lại càng phạm phải sai lầm. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc đáng mừng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, biết cách tăng nguồn thu nhập tốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, vận trình sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đừng quá so đo trong tình yêu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 14, số 96, số 55. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.